Tụ điểm đá gà vừa bị triệt phá ngày 5 tháng 7 nằm ở một bãi đất trống thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, do hai anh em ruột là Đinh Công Thượng sinh năm 1972 và Đinh Công Hậu sinh năm 1974 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu tổ chức cho các con bạc đá gà ăn tiền với nhau. Tại thời điểm kiểm tra, trường gà trên có 68 con bạc đang đá gà cá độ ăn tiền. Công an đã tạm giữ 68 đối tượng, thu giữ gần nửa tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 đối tượng gồm Phan Minh Đức, Lê Văn Vinh, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Kim Đại và Nguyễn Hoàng Bông cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 5 đối tượng đều nghiện ma túy và đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.